Xin chào tất cả các bạn học viên. Thì đầu tiên trong tất cả các môn học hay tất cả các bệnh lý của một cơ quan thì bắt đầu bằng cái giải phẫu. Thì gan là một cái tạng lớn nhất ở trong cơ thể. Gan có mặt hoành và mặt tạng. Thì các cái tạng mà phương tiện treo gan chủ yếu gồm có là dây chằng liềm, dây chằng tam giác phải, tam giác trái là dây chằng mà nối với cơ hoành và gan. Ngoài ra, cái phương tiện cố định quan trọng nhất đó chính là những cái tạng cố định, đặc biệt là cái ba cái tĩnh mạch ở trên gan, kẽ sừng nối với gan và cái tĩnh mạch phía dưới. Thì theo mình thấy ngoài thì gan chia làm hai thủy phải và trái. Hai thủy phải và trái là ngăn cách nhau bởi cái dây chằng liềm ở mặt hoành và các khe dây chằng ở trong tĩnh mạch ở mặt tạng, dây chằng tĩnh mạch ở mặt tạng và mặt dưới ở thủy đuôi là thủy vuông. Theo chức năng gan thì gan chia thành gan phải trái gồm có hạ phân thủy phân thải gồm có 5, 6, 7, 8 và gan trái gồm hạ phân thủy từ 1 đến 4. Đây là phân chia gan theo cái chức năng gan, gồm có gan phải gồm có phân thủy từ 5, 6, 7, 8, gan trái bao gồm có phân thủy bên và phân thủy giữa. Phân giữa gồm có hạ phân thủy 4, thủy 1, phân thủy bên gồm có hạ phân thủy 2 và thủy 3. Cái phân chia này dựa theo cái chức năng gan bao gồm một cái đơn vị giải phẫu cố định, đó là cái tĩnh mạch cửa, động mạch gan và cái dẫn lưu động mạch. Và ranh giới giữa những cái phân thủy trước, phân thủy sau, phân thủy giữa, phân thủy bên nó dựa vào các mốc, đó là mốc về cái tĩnh mạch ở trên gan. Ví dụ như là tĩnh mạch gan trái sẽ phân cách giữa phân thủy bên và phân thủy giữa. Tĩnh mạch gan giữa sẽ tách giữa phân thủy giữa và phân thủy trước, và tĩnh mạch gan phải sẽ là vị trí ranh giới giữa phân thủy trước và phân thủy sau. Cái việc hiểu về các phân chia phân thủy rất quan trọng trong cái việc đánh giá cái toàn bộ nhu mô gan, đánh giá vị trí tổn thương theo chi giải phẫu theo phân thủy, điều này rất hữu ích cho công tác điều trị hay là đặc biệt là trong cái phẫu thuật. Tiếp theo là giải phẫu các mạch máu của gan. Các mạch máu của gan bao gồm có động mạch gan, tĩnh mạch gan và tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa ở đây là được tầm lưu bởi là cái tĩnh mạch nào trong trên và tĩnh mạch là lách, thì cái máu phần lớn cho gan khoảng 2/3 cái lượng máu của máu cho gan. Đây là minh họa cho hệ thống tĩnh mạch cửa. Hợp lưu là cái tĩnh mạch mà treo đằng trên, tĩnh mạch mà treo tràng dưới, hợp lưu và tĩnh mạch lách mà đổ về tạo thành thân chung. Số lượng đường kính là nhỏ hơn 12 mm, đo ở vị trí thân chung. Về tĩnh mạch trên gan hay gọi là tĩnh mạch gan thì gồm có 3 nhánh như chúng tôi đã nói từ trước, đó là ranh giới giữa các phân thủy ở trong gan. Tĩnh gan ba nhánh phải trái giữa thì thể tĩnh mạch gan thì theo các đa số là các tĩnh mạch ở gan giữa và tĩnh mạch gan trái thông thường sẽ hợp lưu vào cùng một mặt phẳng và cùng một gốc chung. Trong đó thì tĩnh mạch gan phải thường là chặn ngang và đổ riêng trực tiếp về cái tĩnh mạch chủ dưới là cái thể nó hay gặp nhất. Thì một số các biến đổi giải phẫu khác của tĩnh mạch gan vẫn có thể gặp, ví dụ như là ba cái tĩnh mạch trên gan đổ trực tiếp phải đi ra mà không có thân chung, hoặc là có thể những tĩnh mạch gan phụ. Tiếp theo hệ thống động mạch gan. Hệ thống động mạch gan thì xuất phát chủ động nên là bản chất là từ động mạch thân tạng. Đây là hình ảnh minh họa cho một cái trụ động mạch số hóa xóa nền ở gốc động mạch thân tạng. Chúng cho ra cái nhánh lớn là động mạch lách, động mạch gan chung. Một số hình thái có thể gặp ví dụ như là trong quá trình thực hành, đặc biệt là trong cái tăng thiệt mạch điều trị ung thư gan hay là tăng thiệt mạch cấp cứu, thì ta cần biết một số giải phẫu, biến đổi giải phẫu quan trọng hơn, ví dụ như là có thể là ba cái gốc
vị trí. Còn một số trường hợp cái động mạch gan phải gan trung xuất phát trực tiếp từ cái động mạch mạc sơ hình thiên. Một số cái hình ảnh đây là minh họa cho một cái một số vòng nối giữa cái hệ tĩnh mạch cửa và hệ tĩnh mạch chủ. Bình thường thì sau khi sinh thì những cái vòng nối này nó không xuất hiện và hệ cửa thì đổ về cái gan và thông qua cái quá trình chuyển hóa gan thì là chuyển về tĩnh mạch chủ thông qua ba tĩnh mạch trên gan. Tuy nhiên trong trường hợp mà có một số vấn đề tắc hẹp hoặc là trên hệ thống tĩnh mạch cửa thì có thể dẫn xảy ra trường hợp là sẽ mở thông các nhánh bàng hệ hay vòng nối giữa hệ cửa và chủ. Ví dụ như có thể là tĩnh tắc ở cái gan thì các vòng nối này có thể mở tắc ở một vị trí, như là tĩnh một bộ phận ở trên hệ cửa, như là tĩnh mạch lắc, tĩnh mạch mạc treo tràng trên thì nó sẽ tái thông một số nhánh. Ví dụ như hay gặp nhất đó là cái xoăn vị thận, là giữa vùng đây là lách thận và nối thông với vùng vị thận để đổ về cái gan tĩnh mạch là thận bên trái. Hoặc hay gặp nữa là cái tĩnh mạch rốn tái thông cho cái tăng áp cửa, tĩnh mạch dạ dày, tâm vị dạ dày, tĩnh mạch vùng đáy vị dạ dày. Về giải phẫu của siêu âm thì mục đích của giải phẫu đó là xác định được cái hình dạng cũng như là kích thước bờ và góc của gan. Hai là cấu trúc của gan cũng như độ hồi âm, độ hút âm. Thứ ba là các cấu trúc mạch máu ở gan và đường mật. Phát hiện và định nguyên tổn thương. Vì thế yêu cầu và thăm khám là phải theo một trình tự không bỏ sót. Và tùy theo thói quen của người làm thì tình trạng bệnh nhân như trình tự flat cut có thể khác nhau. Phối hợp chặt chẽ giữa việc hỏi lâm sàng. Về kỹ thuật siêu âm, thông thường để làm tốt cái kỹ thuật siêu âm gan, chúng ta cần chuẩn bị cho bệnh nhân. Đầu tiên, mình nên nhịn ăn 6 giờ để hạn chế hơi trong đường ruột và túi mật không xẹp. Có thể là cho siêu âm vào buổi sáng là cái thời điểm mà thích hợp để siêu âm đánh giá gan, kể cả vị trí túi mật. Hai, giữa bệnh nhân từ nằm ngửa và tư thế nằm nghiêng trái. Nghiêng trái có tác dụng là để gan đổ ra trước và hạ xuống thấp, có tác dụng là đẩy các khoang ruột hay đại tràng. Ở những bệnh nhân gan nằm khuất ở dưới các khung sườn thấp ở bên phải thì thường phải dùng đầu dò nhỏ để quét các khoang sườn. Kết hợp thêm cái động tác hít sâu và nín thở để giúp khảo sát các phần gan ở dưới vòng hoành. Đây được coi là một cái điểm mù trên siêu âm. Về giải phẫu trên siêu âm, đầu tiên là hình ảnh nhu mô gan thường là đều, có thể đồng âm hay là tăng âm nhẹ hơn so với hồi âm của vỏ thận. Hai, vỏ bao gan thì thường tăng âm mảnh đều và liên tục. Thứ ba, dây chằng, các hệ thống dây chằng thường có hình ảnh tăng âm. Hình ảnh tĩnh mạch cửa là hình ảnh rỗng âm đi cùng với cấu trúc rốn gan như động mạch ống mạch chủ. Các tĩnh mạch trên gan thì đổ trực tiếp vào tĩnh mạch chủ dưới. Trên hình ảnh siêu âm, cái tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan ngoài khác nhau về vị trí giải phẫu còn khác nhau về các vị trí thành mạch. Thông thường tĩnh mạch cửa nó có lớp collagen ở trong cái thành dày, vì thế nó có hồi âm ở trên thành nó dày hơn, bóng cái phân biệt trong quá trình siêu âm. Đầu tiên là cái độ hồi âm của nhu mô gan. Độ hồi âm của nhu mô gan thì được sắp xếp dần từ và tăng từ xoang thận, sau đó đến tụy, lách, gan và vỏ thận và tủy thận. Bên hình ảnh hồi âm của gan, hình ảnh của vỏ thận, chúng ta thấy là hồi âm của gan tăng hơn hồi âm của vỏ thận một chút. Hai, dùng đồ lai nhi để quan sát rõ các bờ gan và nhu mô gan. Đây là hình ảnh minh họa cho một cái sử dụng đồ dò lai nhi để khảo sát được bờ gan. Trong trường hợp này là bệnh nhân có cái bờ cái vỏ gan hay cái bao gan nó tăng âm nhẹ và liên tục, tuy nhiên không đều và nhu mô thì cũng hồi âm không đều, xen kẽ ở giáp lan tỏa là có các cái nút giảm âm. Đây là những cái bệnh nhân sơ gan
và trên bề mặt gan ngăn cách giữa cái thành bụng và gan thì có một cái lớp dịch giả mâm hoàn toàn. Về các lát cắt cơ bản trong quá trình siêu âm bao gồm có lát cắt ở mặt bờ dưới sườn, lát cắt dọc gan, các mặt cắt ngang, mặt cắt lên sườn và các mặt cắt vành. Một trong những cái lát cắt quan trọng đó là cái mặt lát cắt quạt ngược. Lát cắt này không những để đánh giá nhu mô gan, nó đi qua các mốc giải phẫu quan trọng ở nhu mô gan để thông qua đó đánh giá được phân thủy cũng như là để định vị vị trí của tổn thương. Thì bao gồm các lát cắt quạt ngược qua các tĩnh mạch gan được thay đổi từ tĩnh mạch gan đi xuống vùng tế bào gan, cùng các lát cắt quạt ngược gan trái, cắt cắt quạt ngược ở gan bên phải, quạt ngược qua tĩnh mạch cửa ở mặt dưới gan. Cái hình này mà lát cắt mặt ở dưới bờ sườn bên phải quạt ngược đi vào cái tĩnh mạch chủ dưới và tạo ba cái tĩnh mạch ở trên gan. Đây nhảy cho tĩnh mạch trên gan phải, gan giữa và gan trái. Mình thấy tĩnh mạch gan giữa và tĩnh mạch gan trái hợp lưu trước khi đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Đây nhảy xương ba cái tĩnh mạch trên gan với là cái dấu hiệu dòng chảy đi từ trong gan đi về tĩnh mạch chủ dưới. Và khi mà đánh giá phổ của cái tĩnh mạch trên gan thường thường là sẽ là cái phổ của cái dao động đi theo cái việc co bóp của nhĩ bên phải. Lát cắt ở dưới sườn và quạt ngược đi qua cái thân tĩnh mạch cửa. Nên trước đầu dò với cái thân tĩnh cửa mình thấy là đây là vị trí giữa, đây là vị trí hợp lưu nhánh tĩnh mạch cửa bên phải, nhánh tĩnh mạch cửa bên trái. Vùng gần sẽ vùng này sẽ là gan bên trái, vùng này là gan bên phải, tĩnh mạch chủ dưới và phía sau cái thân tĩnh mạch cửa trái. Và cái nhánh tĩnh mạch cửa cho nhánh hạ phân thủy 4, nhánh hạ phân thủy 3 và nhánh hạ phân thủy 2. Tiếp theo là lớp cắt quạt ngược ở bên gan trái. Lớp cắt quạt ngược gan trái ở cái sườn trái, chúng ta sẽ đánh giá được cái thân và các nhánh của cái tĩnh mạch ở bên trái. Trên hình ảnh sẽ thấy được thân tĩnh mạch ở trái, các nhánh tĩnh mạch cửa đi vào hạng thì 4, nhánh đi vào hạng thì 3, nhánh đi hạng phân thì 2. Chúng thấy được cái dây chằng tĩnh mạch ở phía sau dây chằng tĩnh mạch, thân tĩnh mạch ở trái sẽ là cái hạng phân thì 1. Tiếp theo một lát cắt bao gồm quạt ngược ở bên gan phải. Các giấy được hình ảnh vị trí túi mật, tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch chủ dưới. Đây một là một cái lát cắt quan trọng ở dưới bề mặt mặt gan để đánh giá được cái tĩnh mạch, các vị trí giải phẫu phân chia thành hạng thì 4 và hạng phân thì 5. Đây hình ảnh là hình ảnh túi mật. Thì ở bên trái túi mật sẽ là hạng thì 4, bên phải túi mật sẽ là hạng phân thì 5. Tên minh họa rõ hơn khi mà đây, hình đường một cái kẻ tạo dụng nối từ cái tĩnh mạch trên gan, tĩnh mạch chủ dưới về cái giường túi mật sẽ phân ra thành gan trái và gan phải. Bên cạnh gan phải túi mật nó sẽ là phần 5, vào phía trên bên đối diện của cái tĩnh mạch cửa này thì sẽ là hạng phân thì 6. Đây hình ảnh minh họa nối từ tĩnh mạch sang vị trí túi mật. Tiếp theo là các mặt cắt dọc. Mặt cắt dọc là nó qua cái động mạch chủ bụng dọc theo cái song song động mạch chủ bụng qua cái tĩnh mạch chủ dưới và mặt cắt trung đòn. Ba cái mặt cắt này có tác dụng đánh giá được cái góc gan và đánh giá được cái chiều cao của gan dựa trên những các mốc giải phẫu trên siêu âm. Đầu tiên là cắt dọc theo cái động mạch chủ bụng. Đây là thấy được sẵn được cái động mạch chủ bụng nằm thẳng ngay phía xa của đầu dò và phía trước là gan. Ở đây thì có một số cái mốc giải phẫu chúng ta cần đánh giá, ví dụ như
đây là cái gan. Và chiều cao của gan biến trái chẳng là làm một cái đường thẳng nối từ cái mỏm hay là cái dẫn dưới của gan trái đi lên bờ hoành, và cái đường này sẽ song song với động mạch chủ bụng để đánh giá chính xác hơn là cái chiều cao của gan. Để rõ hơn, chúng ta được đánh giá về một số cấu trúc giải phẫu quan trọng như đây là dưới thực quản hai vị tâm vị nằm phía ở sau gan trái, một số động mạch chính xuất phát từ động mạch chủ bụng ở ngang gan, ví dụ đây là động mạch thân tạng gốc của động mạch mạc treo chẳng dưới, mạc treo động mạch mạc treo chẳng trên, và phía trước của mạc trên thì đó chính là tụy, và phía ngay sau tụy đó chính là sẽ là cấu trúc động mạch lách và cái tĩnh mạch lách. Ở vị trí này chúng ta đánh giá được cái góc gan. Thông thường đối với gan trái thì cái bờ dưới góc gan sẽ là nhỏ hơn 45 độ và cái chiều cao của gan là nhỏ hơn 10 cm. Theo là lớp cắt mà dọc theo tĩnh mạch chủ dưới, thì nhảy nước gan dưới chúng ta thấy là cái bờ tĩnh mạch dưới sẽ là không căng như động mạch chủ và thành mỏng hơn, như là nó sẽ bị đẩy lồi bởi các ví dụ như cấu trúc của gan. Nó sẽ hình ảnh này trên ứng dụng sẽ là đi qua cái tĩnh mạch chủ dưới, thế được cái dây chằng tĩnh mạch, và giới hạn tĩnh mạch sẽ là cái sau dây chằng tĩnh mạch, đó chính là họng thì 1, còn trước đó là gan trái họng phân thì 3, và phía trên sát bờ hoành sẽ là họng phân thì 2. Thì trên cái dây dọc cái dây chằng tĩnh mạch này chúng ta sẽ đo được chiều cao phân thì 1 so với chiều cao ở phân thì bên. Bình thường thì cái tỷ lệ này nhỏ hơn 0,35, được sử dụng trong một số trường hợp để đánh giá cái phì đại hay là biến đổi hình thái của các phân thủy hay thủy gan. Dây chằng tĩnh mạch được thấy rõ, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân có sơ gan trong dịch tiểu bụng, chúng ta sẽ thấy đây là một cấu trúc giải phẫu đi vào giữa họng thì 1, họng phân thì 2-3 để đổ vào cái tĩnh mạch phổi trái. Trong người mà có dịch bụng tắc mạch, chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ chiều cao giữa họng thì 1 so với gan trái đã thay đổi trên những bệnh nhân sơ gan. Một lát cắt ở vùng trung đòn, lát cắt trung đòn ở vị trí giữa vùng trung đòn dọc theo cái gan bên phải, đây là lát cắt đại diện cho để đánh giá được cái chiều cao của gan bên phải và cái góc. Thông thường khi ta đánh giá từ mỏm gan đến mỏm hoành bằng trục này song song với trục của thận, thì thông thường cái chiều cao của gan phải bình thường là nhỏ hơn 15 cm, và cái góc cái bờ gan bên phải sẽ là nhỏ hơn 75 độ. Tiếp theo đến những cái mặt cắt ngang qua gan phải và qua gan trái, đây là mặt cắt ngang qua gan phải. Đây chúng ta nhìn cấu trúc nhà động mạch chủ bộ. Lát cắt này chúng ta sẽ phân các cấu trúc của ông, đây là tĩnh mạch cửa ở vùng rốn gan, dây chằng tĩnh mạch. Lát cắt này chúng ta sẽ đo được cái chiều cao của bề mặt gan trái và với phân thủy đuôi, thông thường thì nhỏ hơn 1/2. Lát cắt ngang qua gan phải, vị trí tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch cửa. Lát cắt này được đánh giá được chiều rộng của thủy đuôi tính từ cái vị trí rốn gan đến hết giới hạn của bên phần thủy đuôi, chiều bề rộng và bề rộng của gan phải trên lát cắt này thường thường nhỏ hơn 2/3 bề rộng của gan phải. Tiếp theo một số lát cắt về phía lưng sườn, cho tôi là những lát cắt này là bổ sung rất là lớn để cấu trúc đánh giá toàn bộ anh mô gan. Lát lưng sườn thì tôi có cấu trúc phẫu có thể đánh giá được dọc theo cái tĩnh mạch cửa bên trái, tĩnh mạch cửa phải và thân trung, lát cắt dọc theo túi mật. Ngoài ra trên những lát cắt này chúng ta dễ dàng đánh giá được toàn bộ là cái vòm hoành ở bên phải hoặc là bên trái, đây là bên phải. Qua lát cắt này chúng ta có thể đánh giá được xem có dịch của bụng không, dịch màng phổi hay không,
lắp các bánh lá dọc theo cái túi mật. Khi bệnh nhân túi mật đủ căng thì giá được các chính xác thành túi mật, cấu trúc sỏi ở trong túi mật. Lớp cắt vành là lớp cắt mà bộc lộ cái tĩnh mạch gan phải và bộc lộ các nhánh hẳn thì tiếp theo là cái phần giải phẫu đường mật. Thì đường mật được lưu từ hình thái giác vào các phân thủy ở trong gan, các nhánh góp từ trong gan và đổ vào các tiểu quản mật. Sau về tiểu quản là phân thủy, các nhánh đường mật phân thủy sau đó đi cùng với động mạch gan và tĩnh mạch cửa tạo thành cái sọ khoản cửa và hợp lưu về các nhánh đường mật ở phân thủy, đường mật ở thủy gan tạo thành đường ống gan phải, ống gan trái và hợp lưu thành ống gan trung. Sau đó thì hợp lưu với cái ống túi mật để thành cái ống mật chủ và đổ vào cái tá tràng đi qua đầu thị, đổ tá tràng thông qua cái nhũ tá lớn. Đây là hình ảnh minh họa trong chụp mạch số hóa thông qua khe. Đây, đường mật ở bên gan bên trái, đường mật ở gan bên phải đổ về cái đoạn tá tràng. Đây hình ảnh nhũ tá. Cái đường mảnh ở đây chính là cái ống tụy. Về giải phẫu, đấy, chúng ta có các ống gan trái, ống gan phải hợp lưu thành ống gan trung. Và giải phẫu của túi mật bao gồm có cái phần đáy túi mật, phần thân và phần cổ túi mật. Và các ống túi mật gồm có phần xoắn và cái phần trơn đổ vào trực tiếp vào các ống mật hợp lưu với ống gan trung tạo thành ống mật chủ đổ vào tá tràng. Bên nhà minh họa này thấy là túi mật có thể làm nó nằm gác ở trên cái đoạn tá tràng D2 tá tràng. Thì bình thường đường mật trong gan thì các đường kính là khoảng nhỏ hơn 2 mm hoặc là nhỏ hơn 400 đường kính của tĩnh mạch cửa đi kèm. Thì tôi thường chỉ nhìn thấy ống gan phải, ống gan trái trong nhập không có giãn. Mà giãn đường mật thì trên xương thì gồm đánh giá thông qua 4 bước chuẩn yếu. Một là biến đổi trạng thái bình thường của bộ ba khoảng cửa, đó là sự tương quan giữa các kích thước. Hai là đường mật thường giãn hơn liều và hội tụ về cái trung tâm ở phía rốn gan và thường nó tăng âm ở phía sau các ống tĩnh mạch cửa giãn. Đó là dấu hiệu khác so với cái tĩnh mạch cửa. Đây hình ảnh xưa minh họa cho cái giãn ống mật chủ là do sỏi. Chúng ta thấy là ống mật chủ, các dọc ống mật chủ và có sỏi, những cái viên nằm ở trong lòng ống mật chủ và đằng dưới ống giãn này là vị trí tắc đoạn thấp mật chủ. Hoặc đó là cái giãn đường mật ở trong gan. Đây hình ảnh là cắt lớp cắt ngang qua vùng rốn gan, nó thấy là các nhánh tĩnh mạch cửa phân thì sau, phân thì trước giãn không đều. Chúng ta là hợp lưu về cái tĩnh mạch, là xin lỗi, hợp lưu về cái ống gan bên phải. Trường hợp này là do khối u ở ngay vị trí rốn gan, u Klatskin. Hai, cúm mật. Bạn thấy được thông thường là nhịn ăn sau qua đêm từ 8 đến 2 tiếng. Cái vị trí túi mật thì có thể thay đổi tùy theo cái vị trí biến đổi giải phẫu của cái gan. Túi mật có thể là các nếp gấp như là dưới vùng thân hay là cái phần cổ túi mật, tạo ra một cái hình ảnh giả vách. Chúng ta sẽ phân biệt được thông qua cái giải phẫu là nó không liên tục từ bờ này đến bờ kia của túi mật, mà sẽ là cái phần này sẽ là cái tuyến phần gần và góc góc. Một số thay đổi giải phẫu trên hình ảnh của cái ống cổ túi mật, một số trường hợp có thể đổ rất là thấp, thành ra là cái ống gan trung sẽ rất dài nhưng ống chủ sẽ rất thấp và có thể nhầm lẫn với cái ống cổ túi mật. Một số có thể dính lại hoặc là bắt chéo, có thể gây giãn hay là gây kẹt cái trong cái sỏi. Một số lưu ý khi đánh giá thăm khám siêu âm có túi mật thì tư thế của bệnh nhân thì nằm ngửa như siêu gan, nhưng từ bệnh nhân có hít sâu và nhịn thở, sử dụng cái đầu giò cong
để đánh giá toàn bộ túi mật, hoặc độ dầu phẳng để đánh giá thành túi mật, giường túi mật. Ống mật chủ. Phần tiếp theo của cái đường mật là ống mật chủ thì giới hạn từ sau chỗ đổ vào của ống túi mật đến lưu vào đoạn á tràng, tương tự với đường kính là nhỏ hơn 6 mm, hoặc là đánh giá cùng với là cái tĩnh mạch cửa đế kèm là nhỏ hơn 1/2 đường kính của tĩnh mạch cửa đế kèm. Đây là hình ảnh cắt dọc theo cái vùng rốn gan phía sau, đây là tĩnh mạch cửa phía trước là tĩnh là cái ống mật chủ sau chỗ hợp lưu, đây là chính vị trí cái động mạch gan bên phải. Một số người lớn trên khoảng 60 tuổi thì đường mật nó có giãn một chút nhưng mà không quá là 1/2 đường kính tĩnh mạch cửa, còn bình thường gần như rất nhỏ. Chúng ta lên lớp căn ngang qua vị trí rốn gan. Đấy. Đây là cách minh họa cho vị trí ba cấu trúc tĩnh mạch cửa, động mạch gan và cái ống mật chủ, tạo nên hình ảnh đầu chuột Mickey. Đây đây chính là cái ống mật chủ, hai cái tai và động mạch gan, hai cái tai. Đây vừa rồi là cái phần mà giải phẫu của cái động siêu âm gan và mật. Thì chẩn đoán hình ảnh là siêu âm là cái phương pháp mà gián tiếp đánh giá hình ảnh giải phẫu của các tạng nói chung và gan mật nói riêng. Thì phần kiến thức của giải phẫu siêu âm có liên quan mật thiết đến kiến trúc và giải phẫu của đại thể thông qua các mốc giải phẫu quan trọng ở trong gan, ví dụ như là nhu mô gan, các thùy, phân thùy của gan, các mốc giải phẫu như là túi mật, tĩnh mạch chủ trên, hệ thống dây chằng, hệ thống tĩnh mạch cửa, các hệ thống đường mật để phân chia phân thùy gan và đánh giá các cấu trúc bình thường của gan trước khi chúng ta đánh giá các bệnh lý gan liên quan.